Sáng nay, dự án tổ hợp sân golf Golden Sand Golf Resort tại xã Vân Thanh, huyện Phú Vang chính thức khai trương và chào đón những người yêu bộ môn thể thao tinh hoa 600 năm tuổi của thế giới. Tham dự sự kiện có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương. Về phía lãnh đạo thành phố Đà Nẵng có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Đình Vịnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh. Dự án tổ hợp sân golf Golden Sand Golf Resort là khu thể thao sân golf quốc tế có quy mô khoảng 127,68 ha với tổng vốn đầu tư là 3.164 tỷ đồng. Hình thành hai khu vực chính là khu vực sân golf quốc tế 36 hố và khu vực biệt thự golf. Lượng khách lưu trú dự kiến của dự án là khoảng hơn 1.000 người. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phan Quỳ Phương biểu dương nỗ lực của chủ đầu tư, các chuyên gia và nhà thầu đã tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Đồng thời khẳng định sự có mặt của sân golf sẽ giúp Thừa Thiên Huế có thêm điểm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo việc làm cho lao động, đóng góp cho tăng trưởng và tăng nguồn thu ngân sách địa phương. Việc đầu tư hạ tầng và xây dựng sản phẩm du lịch golf cũng là chủ trương của Thừa Thiên Huế nhằm phát triển ngành du lịch dịch vụ trong định hướng phát triển kinh tế xã hội của Thừa Thiên Huế. Cái xu hướng mà du lịch thể thao nói chung, đặc biệt là du lịch golf trên thế giới có xu hướng tăng cao, thì những cái thiết chế như thế này thì hết sức có ý nghĩa cho Việt Nam nói chung cũng như Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc thu hút các cái dòng khách mà có nhu cầu du lịch thể thao nghỉ dưỡng, thì nhu cầu cũng như là cái khả năng chi tiêu của cái đối tượng mà du lịch golf là rất cao. Chính vì vậy cho nên là nó sẽ có đóng góp rất lớn cho cái kinh tế xã hội nói chung cũng như là đóng góp cho cái ngành du lịch nói riêng. Thừa Thiên Huế cũng cam kết sẽ chỉ đạo các sở ngành tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư tạo điều kiện thuận lợi nhất để đẩy nhanh tiến độ triển khai giai đoạn 3, giai đoạn 4 đối với khu khách sạn, khu biệt thự nghỉ dưỡng và các hạng mục công trình còn lại, đảm bảo chất lượng và tiến độ.